bốn câu cửa miệng vô trách nhiệm của trẻ nhỏ muốn con nên người bố phải chỉnh ngay những đứa trẻ trưởng thành sống ích kỷ vô trách nhiệm đều do cách giáo dục của gia đình trẻ em thời nay sung sướng hơn thời chúng ta rất nhiều chính vì được nuông chiều nên có những đứa trẻ học cấp 2, ba sống vô cảm với người thân không biết phụ giúp gia đình mẹ đi làm về mệt vẫn phải sắn tay quét nhà rửa chén bố tăng ca về vẫn phải phụ mẹ làm việc nhà còn chúng nằm khỉnh bấm điện thoại thật ra bọn trẻ sống vô trách nhiệm không phải lỗi của chúng nguyên nhân chính là do bố mẹ nuông chiều không dạy con làm việc nhà từ đó chúng không hiểu được nghĩa vụ của một đứa con trong gia đình đặc biệt các bố nhớ để mắt đến con nếu thấy con hay nói bốn câu sau thì phải xem lại cách dạy con bởi đó là dấu hiệu cho thấy con có xu hướng trở thành một người ích kỷ và vô trách nhiệm cái này là của con con muốn bất cứ trong hoàn cảnh nào trẻ đều dành phần hơn về mình và đòi hỏi món mình thích cho bằng được đây là một hành vi tiêu cực ở con mà bố phải uốn nắn nếu không lớn lên con sẽ sống ích kỷ chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình không quan tâm đến lợi ích cảm xúc của người khác tôi không biết tại sao các người lại sinh ra tôi trẻ trong gia đình có bố mẹ ly hôn thường chịu tác động nặng nề về tâm lý nhiều trẻ còn có thái độ căm ghét bố mẹ đó là nguyên nhân khiến con trở thành đứa trẻ vô cảm bất hiếu với cha mẹ hay gây sự với người khác vậy nên nếu không thể tiếp tục sống với nhau bố mẹ nên chia tay trong êm đẹp và tôn trọng nhau đồng thời hãy chia sẻ trách nhiệm dạy dỗ con cái cùng quan tâm đến con để trẻ không mang trong lòng nỗi oán hận vì bị bỏ rơi tại sao không cho con những đứa con út trong gia đình thường được cưng chiều chúng cậy vào điều này nên luôn đòi hỏi mọi thứ lấn sang cả phần của các anh chị lớn nếu bố không sớm ngăn chặn hành vi này ở đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà đứa con út dễ trở nên ích kỷ không biết quan tâm đến người thân kể cả bố mẹ tại sao bố mẹ không làm khi nói câu này trẻ mặc định bố mẹ là người phục vụ chính trong gia đình chúng không nhìn ra được nỗi cực khổ của người sinh ra chúng nếu không dạy dỗ con cẩn thận chắc chắn sau này anh em sẽ đau lòng khi thấy đứa con mình đẻ ra trở mặt với bố mẹ sống vô cảm chỉ yêu bản thân từ những điều trên anh em phải thống nhất với bà xã cách dạy con từ nhỏ muốn con là một người có trách nhiệm khi trưởng thành bố mẹ phải dạy con thế nào là trách nhiệm khuyến khích con tự lập phân công việc nhà cho con từ nhỏ đặc biệt bố mẹ phải là người sống có trách nhiệm để làm gương cho con